Anh Quân, anh uống gì để em lấy cho anh? Anh Quân. Hả? Anh uống gì để em pha cho anh? Cho mình một cà phê sữa, gấp đôi cà phê nha. Trời, nay dữ dội ta. Bình thường là uống gấp đôi sữa mà. Hay gia đạo anh chưa ổn đúng không? Kệ tôi đi. Nhìn anh như người mất hồn vậy á. Ôi, Quân nè. Hôm qua chị đã nói, hôm nay chị vẫn nói, và mãi mãi về sau gặp em, chị cũng sẽ nói câu này. Đó chính là nếu như mà cuộc sống hôn nhân mình không vui, cái thì ly hôn đúng không chị? Trời ơi, gặp chị có con câu gì nó hoài nhức đầu quá. Nhưng mà đúng không em? Cuộc sống hôn nhân là phải vui. Còn nếu như mình không thể tìm được cách giải quyết chung thì cách duy nhất thôi, ở độc thân cho khỏe. Ráng sửa chữa cũng được, nếu mà còn thì mình cứ cố gắng thôi em ha. Cảm ơn chị. Trời ơi, em còn trẻ mà em cứ nghe anh chị đau đầu vì hôn nhân vậy á, em thấy cũng lo ngang nha. Có gì đâu lo em ơi. Cứ yêu đi, rồi cưới đi. Không vui thì giải tán thôi. Trời ơi, còn trẻ mà mình lo nhiều chi cho nhức đầu. Cuộc sống đã có nhiều điều phiền phức rồi. Không bé ha, cho chị ly táo ép nha em. Dạ, em làm liền. Ừ, cảm ơn em. Anh á, nghe ai đó nói á, là tình yêu nó giống như một cái ly cà phê vậy đó. Cái người ngoài họ nhìn vô ly cà phê, họ cảm nhận là cái ly cà phê này nó sẽ ngọt, sẽ bùi, sẽ béo. Nhưng mà thật sự ra cái người mà đã cầm ly cà phê uống rồi thì họ sẽ thấy là ngoài cái vị ngọt, vị béo đó, nó còn vị đắng, vị chát, vị nhẫn, khó uống, nó cay nữa. Ý da nào anh? Ý là cái ly cà phê của anh á, nó ngọt hay là nó đắng? Cái ly của anh á thì nó có ngọt, có bùi, nhưng mà lâu lâu nó có đắng chát, cũng hay hay. Công nhận mấy người mà kết hôn lâu năm á thì có IQ cao hơn người bình thường ha. Vì phải luôn hoạt động não mỗi ngày á. Tôi thì tôi chịu rồi đó. Quân nè, tôi nhớ không lầm á thì hai người về chung nhà chưa tới một tuần ha. Bây giờ trân mặt á thành dập mặt luôn hả? Sếp Vũ, sao mà anh vô duyên, anh không có chừa cho ai hết ha. Anh mở miệng ra câu nào nó vô duyên câu đó hay dễ sợ luôn á. Bộ anh không khịa người ta, anh uống cà phê bị sặc hay sao? Cái vô duyên đó tôi học từ cô á. Mở miệng ra là độc thân muôn năm. Vậy chẳng khác nào xuống người ta ly hôn. Vậy là duyên dữ chưa? Thôi hai anh chị đừng cãi nhau nữa. Hai đứa nó là nó tự yêu nhau, tự tìm hiểu là tự tiến tới hôn nhân. Mà em nghe nói á, năm đầu tiên của hôn nhân là mình bắt đầu xây dựng cái nền móng. Cho nên cãi nhau là chuyện bình thường mà. Vậy hả em? Ủa sếp Vũ ơi, nền móng của anh xây tới đâu rồi mà thấy sụp nụ rồi ta? Đừng có suốt ngày dòm ngó nền móng của nhà người ta. Vậy nền móng của mình xây tới đâu rồi? Thì sụp đủ rồi. Có gì đâu, có gì đâu mà căng thẳng, vui mà. Trời ơi, tại vì thời gian đầu á, nó gây nhau vậy là bình thường. Chẳng qua là do hai người không cố gắng tìm hiểu nhau thôi. Quân, chị thấy á, mấy cặp vợ chồng trẻ mới cưới nhau á, là hay đi hưởng tuần trăng mật á. Sao hai đứa không đi đi? Em có rủ, nhưng mà vợ em nó nói hồi lúc mà còn quen á, đi quá trời rồi, bây giờ nó chán rồi, nó muốn đi nữa. Vậy là chú còn non và xanh lắm. Anh nói cho chú biết, phụ nữ á, mình phải hiểu tâm lý của họ. Đôi khi họ nói một á, là hai. Họ nói hai á, là hai thiệt á. Mà họ nói 10 là một chục, mà họ nói 12 là một tám, mà họ nói có thành không, mà họ nói không là không thiệt á. Đúng không em? Đúng. Tự nhiên cái bu vô nhiều chuyện của... Ê, dạ đâu có, ý là mấy anh mấy chị kiểu tiền bối á, nói cái đúng liền, em cũng biết giờ làm sao nữa. Vậy là mấy anh chị nãy giờ nói đúng hết đúng không? Vậy là em phải nghe theo chị 100% là sẽ thành công. Em phải để cho cô ấy được chính là cô ấy. Nói chung á, là lúc yêu sao thì cưới nhau về phải y như vậy. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Trời ơi, vàng la của tôi. Cái này phải nhà tôi không vậy? Hay đi lộn vô chỗ nào vậy trời? Thank you.
Không sao, cô ấy mới 18 tuổi à, đặt nền móng từ từ cũng được. Chúc mừng vợ yêu. Ủa gì vậy? Tặng vợ. Ủa, nay ngày gì mà tặng người ta? Không phải sinh nhật anh, cũng không phải sinh nhật em. Vậy sinh nhật nhỏ nào? Trời ơi, sinh nhật nhỏ nào? Hôm nay là chúc mừng em đã trở thành thành viên chính thức của cái gia đình nhỏ này. Thành viên chủ chốt luôn á. Tặng em. Cảm ơn chồng. Ơi, cái gì vậy? Sao nghi ngờ anh? Hay, tại vì á, anh nghĩ vậy nè, không có em, anh sống không có được. Với lại từ lúc mà anh cưới em về, anh chưa dẫn em đi tuần trăng mật luôn. Với lại anh cũng ham chơi game quá, anh không có để dành thời gian cho em nhiều. Cho nên xin lỗi vợ và tạ lỗi cho vợ yêu. Tặng quà cho em. Đúng rồi. Thôi, không cầm đâu. Cái này á, là anh tính bỏ con chuột vô chổng. Xong cái hở em mở ra em hết hồn, em quăng cái hộp quà rồi em nhảy lên ngàn em ôm đúng không? Trời ơi. Em ngu có một lần thôi, bây giờ em khôn rồi. Có đâu. Bây giờ sao? Là không lấy đúng không? Không lấy thì thôi, tôi cất á. Ê. Nhưng mà có thiệt đây là quà cho em không? Thiệt. Lấy đi. Em mở nha. Lỡ mà trong này có con gì là chuyến này anh không xong với em rồi đó. Mở quà liền tay, nhận ngay điều bất ngờ. Mở đó nha. Trời, anh tặng cái điện thoại đời mới luôn hả? Ôi, đẹp quá à. Đúng cái em thích luôn đó. Nhưng mà khoan. Hả? Cái điện thoại đời mới này rất là mắc. Rồi tiền đâu anh mua? Trong khi em giữ hết tiền của anh. Em biết rồi, mới có một tuần á mà anh lập quỹ đen rồi đúng không? Trời đất ơi, tại sao anh phải có quỹ đen? Trong khi anh có mẹ anh mà. Em xin tiền mẹ anh mua. Được không? Tại anh tha cho anh đó. Ủa mà, cái hộp ở đâu rồi anh? Cái hộp hả? Hộp điện thoại. Anh... Thì cái hàng này nó không có. Ủa, anh tặng quà cho người ta mà không thành ý gì hết trơn. Tự nhiên cái hộp vậy. Không phải là không thành ý, không phải là tặng em đồ cũ đâu. Mà cái này là hàng line new. Có chữ new là mới rồi đó. Nó chứ nó là hàng 99%. Anh mua cái này thì nó không có hợp. Nhưng bù lại là gì? Nó rẻ hơn 2 triệu. Nó như mới mà rẻ hơn 2 triệu. Vậy anh tính toán là sao? Anh lấy 2 triệu đó, anh dẫn vợ đi ăn hải sản và coi phim. Được không? Được. Thương chồng quá à. Em cảm ơn chồng đi nhận. Trời ơi, phải vậy chứ. Nhưng mà anh nói vợ nè, giờ vợ làm vợ của anh rồi, đừng có cố gắng sống cực khổ nữa. Có cái gì á thì cứ xử lý và hãy là chính mình đi. Miễn sao á vợ vui là anh cũng vui. Em sẽ là chính em. Miễn sao là em vui là anh vui. Vậy đưa em 2 triệu còn lại đi. Lấy liền luôn hả? Ừ. Không sao, vợ vui là được. Để anh lấy. Nè. Cảm ơn chồng. À vậy bây giờ tụi mình đặt đồ ăn về ăn tối à? Ủa đặt chi? Hải sản thì mình ra tiệm ăn nó ngon hơn chứ em. Ủa? Ai nói là mình ăn hải sản? Ủa? Vậy chứ mình ăn cái gì? Ăn pizza. Anh nói là em chỉ cần là chính em. Em vui là anh vui. Thôi, vợ thích là được, vợ vui là anh vui. Chào em. Hai anh. Cho anh một ly cà phê, gấp đôi cà phê. Ủa chứ không phải nay gia đình anh yên ổn hay sao? Mình cần uống cà phê cho tỉnh nữa hả? Ủa. Vậy là Thủy chưa biết rồi. Khi mà gia đạo người ta hạnh phúc á là người ta luôn cần sự tỉnh táo. Đúng không Quân? Rõ ràng. Mấy anh á, nói mấy chuyện tình cảm gia đình thì em không rành đâu. Em chỉ biết á, nếu mà buổi sáng mà mặt tươi cười như hoa á, là tối gia đạo yên ổn. Vậy thôi. Một like.
Thủy còn trẻ nhưng mà hiểu chuyện ghê á. Thôi chúc mừng chú em. Qua đây, qua đây. Cảm ơn em nha. Đấy. Ủa, chào sếp. Dạ, chào sếp. Tư tỉnh ha. Dạ. Cậu trả dần tiền mua quà mà cậu mượn tôi nha. Không ngờ cậu chơi sợp vậy luôn á. Vì hạnh phúc của em anh phải lấy tiền học phí tiếng Anh của Bảo Bảo cấn qua. Dạ, em cảm ơn sếp. Để xíu nữa em xin tiền mẹ em rồi chuyển dần một ít cho sếp nha. Mà theo kinh nghiệm của anh á, lúc vui vì làm quà đừng cứ cười lớn quá nha. Sóng yên biển lặng chỉ một lúc thôi. Sao tự nhiên sếp nói vậy làm em sợ sợ á. Có gì đâu, thì tôi nói vậy nghe vậy đi. Vì chỉ có trải nghiệm thực tế thì cậu mới cảm nhận được thôi. Báo cho hai cậu biết, hôm nay tăng ca đó nha. Vì khách hàng báo phải giao sớm, nên cố gắng nha. Cố gắng. Trời ơi. À, cố gắng. Cố gắng. Làm lố. Vợ ơi, anh về rồi. Bữa nay anh về trễ 30 phút 58 giây nha, phạt. Trời ơi, anh có việc nên anh ở lại nói chuyện với sếp một xíu mà. Anh đói bụng quá à, vợ có nấu gì cho anh ăn không? Không, nhưng mà em có nấu phần em ăn hết rồi. Ủa, sao, sao chỉ có phần em thôi? Thì hồi xưa giờ em vẫn như vậy mà. Hồi xưa là sao, bây giờ em đã có gia đình rồi mà. Có gia đình đâu có nghĩa là em biến thành ô sin và em phải nấu ăn cho anh đâu. Đúng không? Hơn nữa, chính anh nói là chỉ cần em được là chính em vui là anh vui. Thì gì nè. Hả? Ừ. Anh nhớ rồi. Anh tạo dáng với em. Đang chụp hình hả? Vậy là vợ của em nói là chỉ nấu ăn cho một mình cổ thôi hả? Đúng rồi. Thì lỗi cũng lỗi tại em. Hôm bữa lúc mà tặng quà cho cổ đó, nói là bây giờ em cứ chính là chính mình đi ha, cứ thích làm cái gì làm. Đó, giờ sao giờ? Nhưng mà sau đó đó, rồi em có nói thêm cái gì nữa không? Em cứng họng luôn. Khúc đó nói được gì giờ? Im lặng là vàng. Anh nói cho em nghe, tùy lúc mình mới im lặng là vàng. Còn những trường hợp như thế này á, mình phải nói. Phải nói để cho phụ nữ biết là mình là đàn ông. Anh muốn một bữa cơm nha. Mình là đàn ông mà. Đàn ông? Ừ. Phải nói. Phải nói. Phải nói. Phải nói. Hai ông thần, qua nhận hồ sơ nè. Dạ. Tôi có một cái câu khuyên chân thành. Có khi mà nói ra ngày hôm sau không còn cái răng để ăn cơm nha. Ôi, gì ghê vậy sếp? Sếp làm nói em thấy nghiêm trọng quá vậy. Nói sao ta? Nếu như mà xung đột leo thang thì cũng có thể. Nhưng mà yên tâm đi, bình thường thì chắc không sao đâu. Trời ơi, thà sếp đừng nói với đầu. Bây giờ sếp nói vậy không sao, sao mà được. Em run gần chết đây nè. Giỡn chút thôi, làm gì căng thẳng vậy. Nhưng mà cái câu này khuyên thật nè. Bây giờ phụ nữ họ hiện đại lắm. Họ tự lập, họ tự chủ, khác hồi xưa rất là nhiều. Cho nên cái việc mà nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa thì cần phải chia sẻ, san sẻ với nhau mới không gây mất đoàn kết gia đình. Dạ, cũng phải khó thiệt. Với lại đó giờ ở nhà em có nấu cơm bao giờ đâu, toàn mẹ em nấu không à. Bây giờ khi em nấu em biết nấu cái gì? Không biết thì học, giống như anh hồi xưa vậy đó. Lúc anh lúc mà còn mẹ Bảo Bảo ở đó, anh cũng có biết nấu ăn gì đâu. Thì bây giờ anh cũng làm hết tất cả mọi thứ, nấu ăn, dọn dẹp. Có gì đâu, đơn giản mà. Dạ, nghe sếp nói với lại câu chuyện của Quân chia sẻ, tự nhiên em thấy em hạnh phúc.
Tại vì vợ của em á là một con người rất thích nấu ăn. Mà bữa nào vợ em không nấu á là má của em nấu cho em ăn. Cho nên là em không có cần lo cái chuyện mà ăn uống, nấu nướng. Trời ơi, vậy chứ nhà anh làm gì? Thì làm hết tất cả mọi chuyện vợ sai. Rửa chén, lau nhà, giặt đồ, chở vợ đi chợ, vợ chở vợ đi spa rồi đi... Thôi anh, nghe anh nói cái tự nhiên em thấy tương lai của em trước mắt nó mù mịt quá. Từ từ sẽ quen thôi. Không gì là không thể mà chú em. Dạ. Họ nấu ăn á hả? Là vì cái tính của họ sẽ khéo léo, chỉnh chu và nấu ăn sẽ ngon hơn đàn ông. Ồ, mà ủa, tại sao con vẫn thấy ba nấu ăn? Bảo bảo không biết nấu ăn, ba cũng không biết nấu ăn, vậy thì hai cha con mình sẽ nhịn đói. Bảo bảo có muốn nhịn đói không? Dạ thôi, bảo bảo sợ lắm. Vậy đàn ông thì làm cái gì vậy ba? Đàn ông mình đó hả? Dạ đúng rồi. Đàn ông mình sẽ làm những việc nặng như là sửa điện nè, sửa ống nước nè, sửa máy quạt nè, dắt xe nè. Nhưng mà con thấy á, qua bên nhà hàng xóm, nhà bạn Minh đó ba. Là con thấy ba bạn Minh không giống như vậy nha. Không giống vậy là sao? Ba bạn Minh á, vừa nấu ăn nè, rồi làm hết tất cả mọi việc luôn. Rồi sửa điện, sửa ống nước nữa. Vậy hả? Vậy là ba của bạn Bin thương mẹ của bạn Bin quá, cố gắng làm hết mọi việc để mẹ bạn Bin nghỉ ngơi, không cần phải động tay động chân. Vậy á, sau này con cũng sẽ giống ba, với lại ba của bạn Bin, rồi con sẽ nấu ăn cho cả nhà luôn. Xuất sắc. Rồi, vậy thì bây giờ Bin phải cố gắng ăn thật là nhiều để mau lớn lên trở thành một người đàn ông ấm áp của gia đình. Dạ. Thúy, dạ. Cho chị ly cà phê sữa. Chị đi xuống nha. Ê, coi đây, coi đây. Mới tới hả? Dạ. Chị Thảo ơi, em hâm mộ chị quá chừng luôn á. Người gì mà giỏi dữ vậy? Đã đi làm sớm vậy rồi, còn chuẩn bị cơm cho anh Hoàng nữa hả? Con bé này không biết gì trơn á. Đây được gọi là sợi dây liên kết tình yêu đó. Hồi xưa lúc chị mới cưới á, chị không có nấu ăn. Nhưng mà giờ chị thay đổi quan điểm rồi. Nghe chị, em cứ nấu ăn thiệt là ngon. Em nói cái gì chồng em cũng nghe hết trơn á. Trời, chị biết gì không? Em chưa nấu cho anh Quân bữa cơm nào luôn á. Đi về học nấu ăn liền ngay lập tức. Không là nói qua nhà con khác ăn đó. Có chuyện nói thiệt luôn hả chị? Chứ sao?